Xin chào các em, trong video này anh sẽ làm cho các em phần trình bày tương lượng hoặc kích tiếng. Cái phần này thì anh đã dạy trong lecture số 8 rồi, nhưng mà bây giờ anh sẽ dạy lại. Ví dụ 1 là chúng ta sẽ làm câu A trước. Câu này là các em sẽ lấy đạo hàm thế nha. Đạo hàm là ra x bình trừ 6x cộng 7. Xong rồi các em phải hiểu nè, nó cho cái điểm ma nó như vậy nè, tức là nó cho x0 y 0 á. Rồi người ta cho các em x0 bằng bằng 0. Để các em suy ra k tiếp tiến giùm anh. K tiếp tiến là đạo hàm tại số 0 là bằng 7. Cho nên em suy ra 7. Phương trình tiếp tiến là d 2 chấm y bằng 7 nhân x trừ 0 cộng cho 2 và bằng 7x cộng 2 các em. Câu B, hoành độ bằng 3 có nghĩa là x0 các em. Người ta cho các em x0 bằng 3 thì rồi đây suy ra y0 giùm anh. Y0 á là các em sẽ thế số 3 vô cái chữ y nè. Thế vô đây 1 phần 3 x mũ 3 trừ 3x bình cộng 7x cộng 2 con 3 ra số 5. Bây giờ thầy sẽ tìm, ủa anh sẽ tìm k tiếp tiến nha. K tiếp tiến là đạo hàm tại số 3. Đạo hàm tại số 3 là các em thấy ở đây nè, là 9 trừ 18 cộng 7 là ra âm 1. No, âm 2 chứ. Âm 2. Cho nên chúng ta sẽ có tiếp tiến là cái gì? Vậy phương trình tiếp tiến là cái gì? D 2 chấm y bằng âm 2 nhân x trừ 3 cộng 5 là bằng âm 2x cộng 11. Xong rồi đó. Kết thúc ví dụ 1. Ví dụ 2 là người ta kêu các em viết phương trình tiếp tiến nhưng mà cho hệ số gốc. Thì ra tiếp tiến song song hay vuông gốc thì nó cũng hay là dạng kiểu kiểu cho hệ số gốc mà thôi. Cái ví dụ 2 của em á là cái k tiếp tiến. K tiếp tiến nó bằng KD. Bằng KD. Còn ví dụ 3 là k tiếp tiến bằng trừ 1 phần KD các em. Trừ 1 phần KD là do cái này nó song song đúng không? Cái này hệ vuông gốc. Rồi. Bây giờ mình giải ví dụ 1 trước. Ví dụ 1 nó cho sẵn cái k rồi nè. Bây giờ các em sẽ lấy đạo hàm. Lấy đạo hàm thôi. Lấy đạo hàm là bằng x bình cộng 6x đúng không? Mà k tiếp tiến là nó bằng đạo hàm tại x0 bằng trừ 9. Cho nên chúng ta sẽ có một cái phương trình là x0 bình cộng 6x0 cộng 9 bằng 0. Chúng ta giải nó ra là ra định nghiệm màu à. Hình như ra nghiệm trừ 3. Nghiệm là trừ 3. Có một nghiệm thôi. X0 bằng trừ 3. Bây giờ chúng ta sẽ viết phương trình tiếp tiến hả các em? Có x0 mà suy ra y0 nhưng mà suy ra y0 là các em thấy y0 đây nè. Như này trừ 27 chia 3 cộng cho 27 trừ 2 là bằng nhiêu? Cái này là trừ 9 trừ 2 cộng 27. Vậy là y0 là nó ra 16 à. 16 à. 16. Cho nên vậy tiếp tiến em ghi vậy phương trình tiếp tiến nha, phương trình tiếp tiến là cái gì? Y bằng trừ 9 nhân x cộng 3 cộng 16 là bằng trừ 9x trừ 27 cộng 16 là cộng 1 trừ 11. Trừ 11.
Rồi, đây là phần ví dụ 1. Bây giờ tới ví dụ 2 thì nó anh thấy ví dụ 2 nó không khác gì ví dụ 1 nữa á. Có chẳng qua đó là lúc này cái K tiếp tuyến bằng KD thôi. Lúc này K tiếp tuyến bằng KD thôi thì các em cũng lấy đạo hàm. Không khác gì câu câu ví dụ 1 đâu, là 3x bình trừ 6x. Các em ghi như thế này nè. Vì tiếp tuyến song song, vì tiếp tuyến song song với D, cho nên em suy ra được là K tiếp tuyến bằng KD là bằng 9, đúng không? K tiếp tuyến bằng KD bằng 9, cho nên em tương đương được là 3x0 bình trừ 6x0 bằng 9. Cho nên mình sẽ có là 3x0 bình trừ 6x0 trừ 9 bằng 0. Cái này giải ra hai nghiệm, một nghiệm là x0 bằng âm 1, một nghiệm là x0 bằng bằng 3. Thì hai cái x0 này các em suy ra hai cái x0 giùm anh nha. X0 bằng âm 1 thì thế vô đây nè. Thế vô cái y á, nó ra âm 1, âm 3 là âm 4. Nếu mà âm 1 thì ra âm 4. Còn nếu mà 3 thì ra 27 trừ 27 còn không. Vậy là có hai tiếp tuyến, đúng không? Vậy có hai tiếp tuyến. Vậy có hai tiếp tuyến. Coi chừng á, thầy em cho cái tiếp tuyến nó bị trùng với cái này nha, nếu mà trùng thì mình phải loại ra nha. Hiểu nghe không? Nếu một hồi em giải ra được một cái tiếp tuyến là 9x cộng 10 thì em phải loại cái tiếp tuyến 9x cộng 10 ra, nó bị trùng. Rồi, delta 1 là y bằng k là mấy? K ra là 9 á, 9 nhân x cộng 1 trừ cho 4. Là bằng 9x cộng 5. Delta 2 là y bằng 9 nhân x trừ 3 cộng 0 đúng không? Là bằng 9x trừ 27. Là xong. Kết thúc ví dụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ giải ví dụ 3. Nhưng mà lưu ý nha, tôi nói đó là ví dụ 2 mà nếu như người ta chưa trùng là với 9x cộng 10 thì chúng ta phải loại cái 9x cộng 10 ra. Đấy. Còn ví dụ 3 thì cái khó là lấy đạo hàm thôi. Nha, cái khó là tôi lấy đạo hàm thôi. Rồi bây giờ giải cái này giải như thế nào? Giờ tôi lấy đạo hàm cái đi. Đạo hàm thì mấy người tự tự biết lấy nha. Anh không giải thích được cái đạo hàm nha. Nó ra x bình cộng 4x cộng 3 chia x cộng 2. Nếu không hiểu cái đạo hàm anh lấy á, thì coi là cái phần công thức mà lấy đạo hàm bậc 2 cho bậc nhất, và là lấy đạo hàm UJV. Rồi bây giờ mình rút ra KD giùm anh nha. Từ cái D này nè, mình suy ra KD giùm anh đi. K bây giờ anh sẽ rút đường thẳng D một cái nữa là y bằng, y nó sẽ bằng cái gì? Chết rồi, cái viết của anh nó bị méo méo sao ta. Y bằng 1 phần 3 x, 1 phần 3 x trừ 2. Rồi. Y 1 phần 3 x trừ 2, cho nên suy ra KD giùm anh. Suy ra KD là 1 phần 3. Rồi em ghi vì tiếp tuyến song song KD, ủa vuông góc vì tiếp tuyến vuông góc với D, cho nên em suy ra được K tiếp tuyến bằng trừ 1 phần KD, mà trừ 1 phần KD là ra trừ 3, mà khi nó ra trừ 3 thì em sẽ có là x0 bình phương cộng 4x0 cộng 3 chia cho x0 cộng 2 tất cả bình bằng trừ 3. Rồi mình sẽ nhân lên, x0 bình cộng 4x0 cộng 3 bằng trừ 3 nhân cho x0 bình cộng 4x0 cộng 4 nhân vô trừ 3x0 bình chỉ là 4x0 bình. 4x0 bình với trừ 3 này là trừ 12x0 bình chuyển qua là cộng 16x0, đúng không?
12 cộng 4 16. 3 3 mà cộng 12 á là 15 bằng 0. Rồi giải phương trình này ra, nó hơi lẻ nha. Tôi nghĩ là hơi lẻ đó. Đây hai nghiệm trừ 3 phần 2 với trừ 5 phần 2. Trừ 3 phần 2. Trừ 5 phần 2. Ok. Bây giờ có x0 CG0 các em. CG0 rồi giải bình thường thôi. CG0 nha. Chắc tôi phải sai cái ngồi viết á. X bình cộng 3x cộng 3 chia x cộng 2 con trừ 3 phần 2 là ra 3 phần 2 con trừ 5 phần 2 là ra trừ 7 phần 2. Rồi giờ viết ra thôi. Em nghĩ vậy có hai tiếp tuyến, vậy có hai tiếp tuyến. Rồi cái tiếng như nào, delta 1 là y bằng k là trừ 3 đúng không? Trừ 3 nhân x cộng 3 phần 2 cộng 3 phần 2. Delta 2 là y bằng trừ 3 nhân x cộng 5 phần 2 trừ 7 phần 2. Ở đây mấy em tự thu gọn nha, anh làm biến thu gọn quá à. Tới đây anh nghĩ là được rồi. Thu gọn như nhìn nó số lẻ quá. Rồi, đây là toàn bộ phần giải cho các em về tiếp tuyến. Bye bye các em. Chúc các em sẽ làm bài kiểm tra tốt.